Công ty âm nhạc Việt Thanh xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, nếu quý vị là một người yêu thích bộ môn trống, quý vị đang có ý định chuẩn bị đầu tư một dàn trống cho sở hữu của riêng mình, hôm nay công ty âm nhạc Việt Thanh chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một dòng sản phẩm để quý vị có thể, đó là một sự lựa chọn tối ưu. Hiện nay nói về các sản phẩm trống có rất nhiều hãng trống, và riêng cái sản phẩm hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là dòng sản phẩm Rosso của thương hiệu Bia. Nói về thương hiệu Bia, đây là một thương hiệu sản xuất trống nổi tiếng trên thế giới, có lịch sử gần 70 năm và hiện tại cung cấp các dòng sản phẩm trống từ trung bình cho đến cao cấp trên toàn thế giới, và là sự lựa chọn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới để biểu diễn. Vậy thì dòng Rosso ở đây có ưu điểm gì? Kính thưa quý vị, dòng trống Rosso là dòng trống được Bia thiết kế với đầy đủ những phụ kiện đi kèm đảm bảo cho một dàn trống tiêu chuẩn. Điều này rất thích hợp với những đối tượng như là người mới tập, chúng ta chưa có thể biết setup phụ kiện đầy đủ cho một dàn trống thì Bia đã setup sẵn cho mình. Cái thứ hai, Rosso này phù hợp với những dàn nhạc cho thuê hoặc là những sân khấu lưu động, vì những phụ kiện đi kèm với nó được xếp gọn cùng với nhau, rất tiện lợi cho quý vị. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy đấy, bên cạnh tôi là hai bộ trống của dòng Rosso của Bia. Dòng trống Rosso của Bia này chúng ta có tổng cộng là 6 kiểu dáng, và mỗi kiểu dáng như vậy chúng ta có 4 màu sắc để quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn. 4 màu sắc đó là đỏ, đen, màu đồng và màu xám. Bên cạnh tôi là bộ màu đỏ và bộ màu đồng. Và kính thưa quý vị, ngoài những cái thiết kế đầy đủ, đa dạng và phong phú như vậy, Bia còn rất chú ý đến chất lượng của sản phẩm. Mặc dù là dòng sản phẩm có mức giá bình dân, hợp lý, thì chất lượng của dòng sản phẩm Rosso này vẫn được đảm bảo. Ngoài các mặt trống vẫn được đảm bảo theo tiêu chuẩn, thì các cái phần cứng, phụ kiện đi kèm với bộ trống Rosso được Bia rất là chú trọng thiết kế một cách cứng cáp, chắc chắn, và mẫu mã cũng vô cùng đẹp đẽ. Đó chính là ưu thế của dòng sản phẩm mới nhất của Bia hiện nay. Quý vị có nhu cầu về trống Bia, xin liên hệ với chúng tôi tại công ty thương mại dịch vụ âm nhạc Việt Thanh để được tư vấn thêm. Địa chỉ 613 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.